Chào cả nhà. Sang năm mới 2023 mình xin gửi lời chúc tới cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đầu năm mình xin giới thiệu dòng xe máy cày Hinomoto N279 hai cầu có mái che. Cả nhà xem đăng ký chia sẻ giùm mình. Xin cảm ơn. Đây là Hinomoto N279 hai cầu. Xe này còn mới đẹp. Lớp mâm nguyên zin của Nhật. 12.424. Lớp đẹp nha, nguyên zin của Nhật. Lớp trước là 86. Xe này 4 khóa lớp đẹp. Cầu trước. Xe này là cầu gầm xe là đẹp. Đẹp khô ráo. Gầm rô khô ráo sạch sẽ nha, còn mới lắm nha. Này, còn nguyên tem mát nè. Đùi nhìn to chắc chắn. Hinomoto N279. Này hai cầu trợ lực lái, số cơ. Còn xe còn mới và đẹp lắm. Khô ráo nha, không có rỉ nhớt. Bốn loại lớp đẹp. Giờ mình xem. Còn nguyên tem mát này. Dia mô sạc mới luôn.
cổ bô. Bơm trợ lực này, bơm trợ lực, bơm ben. Máy còn mới nguyên zin nha cả nhà. Mọi người xem đăng ký chia sẻ giùm mình, xin cảm ơn. Con này là Hinomoto N279. Giờ mình xem thế này. Con này 3 máy. Đây. Nè xem này. Hinomoto này. Máy Hinomoto. Nguyên chữ nha. Kết nước còn đẹp, cánh quạt còn trắng đẹp mới. Nói chung máy còn mới. Để bị tróc sơn. Mọi người xem tróc sơn. Đây, ba máy, đây là bị tróc này. Chung máy con này đẹp nha. Còn nguyên tem mát. Con này máy bao ngon chất. Cả nhà cứ yên tâm mà sử dụng nhé. Đấy. Ai mà dùng con này là rất phù hợp với gia đình này, mà có thể làm thêm được. Xe đẹp 27 mã lực. Hinomoto N279. Con này trợ lực lái hai cầu banker. Ở nhà nhìn thấy con mới không? Cái ba bước lên mà con mới này, tăng luôn này. Đây, đi tem mát đây. Ghế thì êm này, đèn thu. Đây cả nhà nhìn như ghế này, mới nè. Đây là thông số sử dụng nha, hướng dẫn sử dụng chiếc xe. Con này chạy được 1.192 giờ. Tốc độ 30. Này, còn nguyên tem chưa này. Nguyên tem thì nhập về này, 1215.
một phát là nổ nha. Máy này là xe này còn đẹp lắm, bốn quả lốp đẹp, có mái che, hai cầu trợ lực lái bên cơ, không có một tí khó nha cả nhà. Mọi người xem đăng ký chia sẻ cho mình xin cảm ơn. Ai cần liên hệ với mình qua số điện thoại đã ghi mở màn hình, Hino Moto N279, xe đẹp nha.